Em xin chào tất cả các chị yêu đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng Sáu Bách Cứng nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về dòng sản phẩm là nước hoa chiết nha mọi người. Đây là dòng sản phẩm tiện lợi cũng như là dòng sản phẩm chính hãng được chiết ra từ những cái chai bự ấy. Những cái chai bự thì nhiều lúc mấy chị đi đâu ấy thì rất là bất tiện khi mà mấy chị mang theo. Đó, một cái chai bự trà bá lửa thì mình bỏ vào trong túi xách không hết cái ngăn để cho mấy chị không bỏ được là nhiều lúc là son phấn hoặc là những cái loại gọi là bông tẩy trang hoặc là những cái thứ gì đó tiền bạc đó bỏ vào rất là kịch cộm. Nên mọi người nên mua cái dòng sản phẩm nước hoa chiết này về sử dụng cũng như là có thể là bỏ đi trong cái túi xách này, trong cái túi quần túi áo đó, tùy những cái chỗ mà mấy chị cần bỏ, rất là thơm và cái mùi thơm của nó rất là dai luôn. Mọi người có thể là xịt nó rất là thơm trong vòng từ 8 đến 12 tiếng. Đặc biệt là mùi thơm rất là sang chảnh, nếu mấy chị mà xịt vô trúng quần áo ấy thì cái mùi hương thơm của nó lưu giữ cũng phải là 1 đến 2 ngày nha mọi người. Đây là dòng sản phẩm cực kỳ thơm và cực kỳ chất lượng. Là dòng sản phẩm chính hãng của Pháp được chiết ra từ những cái chai nước hoa có thương hiệu lớn như là Gucci nè, Chanel nè, những cái chai nước hoa Dior nè, đó những cái mùi mà rất là thơm và rất là sang, nổi tiếng từ hồi xưa giờ, rất là thơm và sang chảnh. Đó, đây là dòng sản phẩm rất là xinh xắn. Đây, một cái chai nước hoa nó sẽ nhỏ xíu như này và em bán là mỗi cái lố sản phẩm này là 15 mùi, là 15 chai nha, là 15 chai như thế này nè, là ở trong nó có một chai nhỏ như này là 15 chai chỉ với giá là 160.000 và phí ship là tầm cỡ 20-25 đổ lại à. Nên mọi người ai muốn đi mua cái dòng sản phẩm nước hoa chính hãng này, dòng sản phẩm chính hãng 100% được kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn, thì mọi người có thể là liên hệ cho em qua cái Facebook của em là Facebook Trần Thị A Nick chuyên sĩ mỹ phẩm. Còn nếu mà mấy chị có trang Bayer thì có thể là liên hệ cho em qua cái trang Bayer là mỹ phẩm chính hãng Shop Bát Cứng, hoặc là mọi người có thể là alo trực tiếp cho em qua số điện thoại hotline là 0355 838 057, là mấy chị nói là alo em ơi, chị cần mua một lố nước hoa chiết của Pháp, là bên em sẽ biết một lố là 15 chai và giá là 160k và phí ship còn mua từ chạy sau. Còn nếu mà mấy chị mà muốn mua cái dòng sản phẩm nước hoa này qua Zalo thì có thể là ép Zalo em qua số điện thoại là 0933 766 739 và số thứ hai là 0773339279 là được đặt hàng. Luôn luôn cam kết hàng chuẩn chính hãng cho tất cả các chị yêu, cũng như là đây là một dòng sản phẩm rất là hot cũng như là rất là cần thiết cho tất cả các chị em. Không những chị em phụ nữ mà cả nam giới đều có thể là sử dụng cái dòng sản phẩm nước hoa chiết này một cách tốt nhất, và mùi hương rất là dễ chịu, rất là sang chảnh. Mọi người thử nghĩ về những cái mùi nước hoa mà nổi tiếng như là Dior nè, rồi Tom Ford nè, rồi những cái dòng sản phẩm nước hoa là Xì hoặc là Chanel, Coco hoặc là những cái dòng sản phẩm nước hoa mà nổi tiếng á, thì hôm nay em đã gom về một nùi luôn, em về được mấy ngàn chai và em sẽ bán cho tất cả những chị em để làm đẹp trong mùa Tết, cũng như là mình sẽ được tự tin hơn và mình sẽ có những cái mùi hương thơm quyến rũ nhất. Đặc biệt là mấy chị mua một set nước hoa là 15 chai như thế này mà giá chỉ có 160, là mua những cái chai nước hoa mà bự lớn lớn ấy, nó vừa còn kềnh vừa làm cho mình là chỉ sở hữu một cái mùi hương duy nhất thôi. Còn này là mình mua một lố luôn là mình sở hữu rất là nhiều mùi hương khác nhau, cũng như là mình sẽ đi những cái bữa tiệc hoặc bữa sinh nhật hoặc là những bữa đi chơi, nó sẽ thay đổi cái màu sắc mùi hương của mình đó, tùy theo cái tâm trạng của mình nha mọi người. Đây là dòng sản phẩm khá là phổ biến, cũng như là dòng sản phẩm này á là mấy chị mua đúng hàng chính hãng là có thể là liên hệ cho em qua số điện thoại hotline là 0355 838057 để được mua hàng. Còn mấy chị mà mua trúng những cái chỗ mà khác á thì hàng nó sẽ không đảm bảo chất lượng, cũng như là cái mùi hương mấy chị nói là em ơi tại sao chị mua chỗ em mà mùi hương nó thơm lâu thiệt lâu, mà em chị mua chỗ khác em mùi hương thơm đâu có 1 tiếng đồng hồ mà cái mùi nó gắt lắm, bởi vì họ bán những cái dòng sản phẩm không có chất lượng cũng như là không có đảm bảo uy tín cho tất cả các khách hàng. Em là về số lượng rất là lớn luôn, hồi sáng về một thùng bự trà bá luôn, toàn là nước hoa này không à. Và đặc biệt là dòng sản phẩm này bán rất là chạy, rất là hot, những chị nào mà muốn nhập sĩ bên em thì đây là một cơ hội rất là hiếm có nha. Hãy nhanh tay alo cho em để được sở hữu những mùi hương rất là đặc sắc cũng như là rất là quyến rũ nha. Bye bye mọi người, chúc mọi người luôn luôn xinh đẹp và luôn luôn thành công. Liên hệ em ngay để mua nước hoa siêu thơm quyến rũ này nha. Bye bye.